Chiều ngày 26 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu tại các địa phương trong tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Hải Long và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo điều hành quyết liệt thống nhất, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nên nhiều chỉ tiêu kế hoạch tăng so với cùng kỳ năm 2022. Tại hội nghị, vấn đề thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được quan tâm. Theo đó, ước thu ngân sách thực hiện 9 tháng là 3.910 tỷ đồng, đạt 72% dự toán Trung ương giao, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến ngày 26 tháng 9 thì có 11 trên 16 khoản thu đạt và vượt dự toán hội đồng tỉnh giao. Bên cạnh những cái khoản thu đó thì có 5 trên 16 khoản thu nội địa chưa đạt. Trong đó có thuế bảo vệ môi trường, báo cáo đồng chí bữa nay mới đạt được 49,9%. Thu tiền sử dụng đất, báo cáo đồng chí mới đạt là 543 tỷ đồng, đạt 40,3% so với dự toán hội đồng giao và giảm 31% so với cùng kỳ. Và đến nay 7 dự án của tỉnh dự kiến thu tiền đất năm 2023 thì thưa các đồng chí chưa thu được. Cái tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến vừa rồi tôi cập nhật con số của Bộ Tài chính là tỉnh Gia Lai đứng thứ 63 trên 63 về tỷ lệ giải ngân. Nên mong tại hội nghị này thì đặc biệt là các địa phương, các cái chủ đầu tư để chúng ta tập trung triển khai về cái tốc độ về cái tình hình giải ngân. Báo chí. Liên quan đến các dự án chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh gây ô nhiễm môi trường mà dư luận quan tâm trong thời gian qua, đặc biệt Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử lý vi phạm đối với nhiều dự án vì gây ô nhiễm môi trường. Về cái lĩnh vực mà dư luận quan tâm thời gian qua đó là các dự án chăn nuôi heo. Về góc độ của Sở Tài nguyên Môi trường thì báo cáo với hội nghị, Sở cũng đã tiến hành kiểm tra 9 cái dự án. Đến thời điểm này thì đã đề xuất Ủy ban tỉnh xử phạt 7 dự án với số tiền là 320 triệu đồng trên một dự án. Có một cái lưu ý trong cái triển khai dự án nuôi heo thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã có chủ động báo cáo ban tỉnh. Lưu ý đến huyện Chư Bờ Rông. Theo tổng hợp từ chúng tôi xin số liệu từ Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, riêng huyện Chư Rông có 61 dự án chăn nuôi heo. Trong đó 19 dự án đã có DTM. Đề nghị Chư Bờ Rông các đồng chí mạnh dạn đánh giá lại cái việc thu hút các dự án nuôi heo vào địa bàn huyện Chư Bờ Rông. Bởi vì các đồng chí là địa phương, là cơ quan khởi nguồn của dự án này. Đối với các dự án còn lại thì báo cáo đồng chí chúng tôi đang vướng và đã có văn bản trao đổi với Bộ Tài nguyên Môi trường. Ngoài ra, hội nghị đã nghiêm túc xem xét, phân tích và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách 3 tháng cuối năm, đánh giá kết quả cũng như việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng và đề ra các giải pháp đẩy mạnh công tác trồng rừng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2023. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Hải Long ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các sở ngành địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong 9 tháng năm 2023. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời đề nghị các sở ban ngành đánh giá toàn diện các vấn đề nổi cộm còn tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp căn cơ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2023. Ủy ban dân tỉnh sẽ yêu cầu các đồng chí giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành đơn vị, chủ tịch ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy cái tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trong 3 tháng cuối năm. Trong đó thì các đồng chí đề nghị lưu ý tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất là đề nghị các cái sở ban ngành, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện các nhiệm vụ giải pháp và xử lý công việc theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao. Các đồng chí thường xuyên theo dõi, lắng nghe, đánh giá về cái tác động của các chính sách ban hành, kịp thời có các giải pháp phù hợp đối với các ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết, kiên trì khắc phục triệt để tình trạng né tránh, không giải quyết kịp thời
thẩm quyền hoặc là đủ đầy trách nhiệm. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba chương trình mục tiêu quốc gia. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, quản lý chặt chẽ nguồn thu, khẩn trương có các giải pháp hiệu quả để đảm bảo kế hoạch thu năm 2023, nhất là thu từ tiền sử dụng đất. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ lập triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, nhất là các quy hoạch trọng tâm, các quy hoạch liên quan đến thu hút đầu tư, các dự án đầu tư có sử dụng đất, các dự án đầu tư công. Tổ chức tốt Festival Văn hóa Cồng Chiêng và Tuần Văn hóa Du lịch Gia Lai năm 2023, lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng Gò Đá và quyết định công nhận bảo vật quốc gia sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê, đảm bảo trang trọng ý nghĩa.